Three, two, one. Mình xếp màu vàng đi, đội mình là 10 người. 10 người, đó. Một hàng dọc nè, đây bây giờ một hàng đi. Nè đây đứng đây đi. Đứng đây đi, đứng đây đi. Đứng đây một hàng đi. À đây nè. Xếp vô, nối vô vô. Đâu đâu. Hàng thôi. Nối vô nhanh lên. Ủa đội nào? Không, xếp hàng vô rồi sẽ chia đội ra. Ủa? Ở đây có đội rồi mà. Đội coi. Chụp hình đi. À không đều á. Các bạn xếp hàng vô tranh thủ nè. Rồi. Rồi ai về đổi đây, về đổi đây. Về đổi. Về đổi đủ 10 người á, về đổi đây, về đổi. Rồi. Rồi 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 rồi, rồi về lại rồi, bị về lại rồi, về lại rồi. Các bạn, vô hết, chung lại. Trên xem. Trên nha. Bây giờ là các bạn. Các bạn vô hàng đi nha. Vô hàng đi. Vô hàng ở đây. Vô hàng ở đây. Phía trước các bạn là có bốn thầy. Bắt đầu là từ thầy Hoàng là cái bạn đầu tiên á. Cái bạn đầu tiên là lên chỗ thầy Hoàng đứng. Sao đội con mạnh dữ vậy? Đội mạnh dữ vậy? Đội con mạnh dữ vậy? Qua qua đây. Qua đây. Ba vô đây. Bốn người, năm vô đây, năm vô đây. Qua đây. Đội con mạnh dữ vậy ta. Trời ơi, đội mạnh dữ. Đây nè, đội con nè, mạnh dữ không? Thấy không? Mạnh dữ không? Trời ơi. Đội thầy đâu? Đội thầy đâu? Đội thầy đâu? Đây đội đây. Rồi. Mạnh dữ ta, đội này mạnh dữ vậy. Qua. Bốn đứa kia, bốn đứa kia. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ủa? 2, 4, 6, 8, 9. Bây giờ là hai đội đầu tiên thi là đội của thầy Hoàng. Đối với đội và đấu với đội của thầy Huynh. Rồi. Thầy gì? Thầy Huynh hả? Rồi. Nêu cảm nhận đi, nêu cảm nhận đi. Nêu cảm nhận đi. Chuẩn bị tinh thần chưa? 1, 2, 3. Cố lên.
đỡ của ai? Rồi chưa? Đi vào đi, vào đi, dây lùng quá. Đây. Vô không được ra. Thầy Quỳnh vô đi. Ừ. Ấy, 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 ấy. Vô là bả rồi. Vô là bả rồi. Bà Tăng ơi. Đây, ăn cho con đầu tiên, cho con đầu tiên. Cho con đầu tốt lắm. Bà đi, bà đi. Bà đi. Bà đi. Đúng rồi. Đúng rồi, cái con này thì được rồi. Hay ghê, hay người bảo rồi. Lại giống như bị quýnh quá. Đó. 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 Có bạn nào mà tròn tròn á, vô dậy cho nó ốm bớt nè. Vô này vô hết luôn đi. Bạn nào tròn tròn không? Vô đi, vô đi. Có thấy không? Đó. Đó. Vô chuyên nghiệp luôn. Mấy bạn đừng có đùa với thầy nha. Vào được mà ra được nha. Ờ giờ thầy Việt vô nè. Thầy Việt phải chơi. Không ai quay nhỏ đi chơi. Con Thành ơi. Rồi 2, 3, từ từ thôi. 1. Oh,
đầu 10 cái nha. Vô Hà Nội là cho thầy nhảy luôn phải không? Cho thầy nhảy luôn phải không? Đúng rồi. Thầy nhảy luôn. Con đừng có báo. Rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. Thôi mình học gì vào trước đi. Học gì vào, học gì vào. À nè. Không. Không. 10, 11, 12, 13. Hồi nãy ba cái rồi. Bây giờ đội nào chơi thách đấu với đội con đây. Bây giờ tại chiến đấu thì duyệt 3 cái rồi mình nhảy 4 cái thì duyệt thích gì à. Thôi, ra luôn đi. Bây giờ đội của thầy chịu thách đấu. Cô chưa đủ. 3 bắt đầu. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha. Hả? Không đây, bà xuống nha. Hai. Bảo rồi. Bảo kiếm thôi. Thôi bạn cũng bị ba. Mình được đấu lại thầy. Mình mới chuyện này ấy. Quá tuyệt vời luôn. Ai nhảy phải nhịp nha. Chúng em dưới dây mà. Không cho dâu ơi. Không cho dâu ơi. Con cao con đứng ở giữa. Đó có thì hai cái đó là việc phải 9 cái 10 cái mới vượt qua nha. Chuẩn bị chưa? Đếm nha. Một, hai, ba. Rồi, đội của thầy là Hoàng đã thua rồi. Từ nay là đội của rồi, tiếp tục là đội của thầy Hoàng nha. Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3. 2, 3. Cố lên. 1, 2, 3. Bây giờ mình để chơi đừng có hộp thì giòn nữa. Mình chơi quạt lọ đi. Chợ nào thua quạt lọ đi.
15, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, thấp xuống này, 28, thấp xuống này, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Rồi, 90. Đó. Đệ tử của nó. Đó. Ra. 90. Rồi. Nè, nói luôn. Đây tự tin quý của thầy. Rồi. Rồi 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1. Rồi, 30 cái. 30 cái mới có 30 rồi. Chỉ có được 1/3 thôi à. Chỉ có được 1/3 thôi nè. Chiến thắng. Nè, rồi, giơ tay luôn. 90 cái nè. Chiến thắng. 16 rồi. 16, 17, 18, 19 tính tiếp. Rồi, thôi. Rồi, về cô à. 4. Thầy quay mặt chứ làm sao cho mấy bạn chứ làm sao thấy được ạ? Cười lên thầy ơi, dạ. năm, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, rồi. Phá kỷ lục 111 nha. 111, phá kỷ lục nha. Kỷ lục được lập nha, 111. Tháo cọng chuỗi nữa cho em đây nè. Em có cọng chuỗi nè. Được chưa? Được. Thôi cọp cái luôn đi. Đó. Vậy sao vậy? Như vậy nha, cái này dễ. Dễ là mình dễ, lát lành cho đi xem. Đó, ngồi nhảy vậy nè. Ngồi nhảy vậy đó chứ không phải đứng đâu. Đứng nha. Đứng là xưa rồi, bây giờ ngồi nhảy. Bây giờ là ngồi nhảy chứ không có đứng dậy. Rồi nhảy thử coi. Nhảy coi. Lát nhảy đó. Đó. Không có chơi vậy đó, chơi vậy đó. Chơi vậy đó không có học ra da. Không cho học ra da. Không cho học ra da lát thành cái bộ cái thành cổ. Dạ vậy đó. Ủng hộ đứng trên đây. Mai mới thấy.
Ok. Rồi. Mời các bạn thi đấu. Quá tuyệt. Yeah. Rồi, không được xa điện thoại. Lỡ nhảy thử rồi, giờ ghen lại thằng kia đi. Ghen lại nè. Ghen lại giùm. À. Ghen lại giùm. Đó. Đứng lên, đứng lên. Nào coi. À, ngồi xuống, ngồi làm sao mình nhúng vô được. Không được, Tốt quá. Tốt quá, ngồi được rồi. Ai 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 đội con này đội nào? Ai là bé này đội con phải không? Trời ơi. Đây. Bé này sao nè? Ai quá. Trời ơi, vô. Đại đi, đại đi. Mất nào, mất nào. Mẹ lên lên. Rồi rồi vô. Quay về luôn, quay về. Ủa con bé kia ngồi nó yên đó luôn hả? Rồi. Đỡ đây nè, đỡ đây. Rồi, Rồi, chiến thắng rồi. Còn đây là lứa này nè. Lứa này giống như bị đựng luôn á. Không thở được. Không thở được. Rồi, nhảy tự do đó. Một. Rồi, bắt đầu. Rồi, hay quá. Hay quá. Quay về. Rồi. Không biết ai nhất luôn, hai người này luôn. Hai người này nè. Hai người này không biết ai nhất luôn. Thủy duy nhất còn ở đây. Các bác sĩ khác còn công việc về hết rồi. Nhất nhất là không? Đâu có thể đâu. Không nhảy cao. Nhất thôi. Thầy Viễn nữa, thầy Viễn. Thầy Viễn. Ra. Tập tiếp là bao chờ thầy Viễn nữa, chờ thầy Viễn một chút. Hôm nay giờ chúng ta cũng chưa biết thầy Viễn thi đấu. Thì hôm nay chúng ta sẽ được thấy thầy Viễn thi đấu. Thầy ơi. Một nhân vật đặc biệt đó chính là thầy Tâm Viễn. Không được nhảy cao. Bây giờ khán giả các thôi nha. Hãy cho quý thầy một tràng pháo tay thật là đông nhiên. Bắt đầu chưa? Khán giả làm trọng tài nha. Bắt đầu nhé. Bắt đầu chưa? 3 2 1 Bây giờ chơi lăng đi. Bây giờ đại diện quý thầy là thầy Tâm Viễn sẽ bắt đấu với hai bạn xuất sắc nhất hồi nãy. Đó là bạn áo đen và bạn áo gì đó. Áo đó là áo mặt trời, có mặt trời. Thì bây giờ chúng ta sẽ thi nhau giữa thầy và hai bạn nhỏ. Bạn nào nhanh hơn? Bây giờ chúng ta vào phần xuất phát đi. Áo đen và bạn áo mặt trời. Thầy Viễn đừng nghĩ mình lớn mà xem thường hai bạn nhỏ. Các bạn bước rất là ghê. Rồi, chuẩn bị chưa? Xong chưa? Thầy chịu kiểm tra xong rồi các bạn đứng ngang nhau chưa? Đứng bạch nhau chưa?
Rồi, chúng ta 3, 2, 1 là chúng ta sẽ khi 1 xong thì chúng ta bắt đầu nhảy nha. 3, 2, 1. Nhảy do đi thầy. Thầy đã trải qua hai vòng rất là mệt nhưng mà lại tiếp tục bị thách đấu. Cho nên nếu thầy có thua các bạn cũng đừng có buồn. Được chưa? Bắt đầu chưa?
ơi. Các bạn phải nhận giọng cái thầy của mình nha. Thầy Bình là phải nói sao cho các bạn mà đó nhận giọng được âm âm thanh của mình nha. Chứ không thôi là nghe lộn nhiễm lắm. Nghe rõ giọng này chưa? Alo, alo, alo. Nghe chưa? Đó đã về. Né đường cho ba bố chưa? Né đường một tí. Đó được rồi, khỏi né nữa. Chăm xong gà đó nhờ. Rồi, thằng Nguyên xích qua lại. Rồi chúng ta có mấy thầy đứng vô vị trí của mình đi. Bắt đầu chưa? Rồi. Rồi. 3 2 1 Bắt đầu. Rồi đi thẳng đi. Ơi. Đi thẳng đi. Chạy vô cái chậu luôn. Chạy vô cái chậu luôn vậy. Cái bàn là thầy chỉ cho cái kỳ bạn về lại đó. Đâu có bây giờ là nó bao bố xịn rồi nè, nó bao bố xịn rồi nè. Đứng hội đồng đi anh em, đánh hội đồng đi. Rồi, đây nè, con ngồi vô. Không cho hoài vậy thầy. À, con đi. Thầy vô. Mấy bạn lớn chơi đi. Đúng rồi, mấy bạn lớn. Các bạn lớn nè, hồi nãy là các bạn nhỏ, bây giờ các bạn lớn đây. Bảo rồi thì rồi bắt đầu nha. Các bạn nói nắng quá nhẹ. Nhớ quay đầu. Rồi, chúng ta là người nào? Xin mời trọng tài thích. Bạn nào trong bây giờ nhất? Mỹ Tâm. Tại vì sao mà các bạn né nó nói thì nghe được không? Có các bạn nghe chưa? Một bạn nữa. Ok luôn. Rồi chúng ta cổ vũ cho con bạn này nào. Vỗ tay. Rồi bây giờ bạn thắng có quyền. Mà kêu người tốt chưa? Vậy bây giờ chào cổ vũ cho bạn thắng, mượn cái micro đi để bạn thắng nói to cho mọi người cùng nghe với. Phần thưởng dành cho những bạn vô cùng là làm theo những gì bạn thắng cuộc yêu cầu, đó chính là phần thưởng của những vô cùng. Rồi, từ các bạn mà có sự thắng được cả. Ai mà đấu dẫn là có 3 con là thầy cô về. Đó, đi lấy đi. Móc lại. Chưa, chuẩn bị này. Con rùa nó đi như thế nào? Con rùa, đâu? Con rùa nó đi. Đây là những cụ rùa. Rùa nó giống nhau, nó đi rất là chậm. Đâu? Đây là những cụ rùa. Chúng ta bên kia đi. Hãy thể hiện mình là công việc như nào. Cá nó kêu rằng cá bước nó 13 đi bỏ ma bước lên bờ nó cắn cho đuôi. Đuôi đâu? Đuôi việc đâu? Ngủ nảy nào. Bây giờ ai đi đẹp nhất chấm điểm chứ? Bây giờ cho cậu này đi.
chơi chuyển chơi chuyển 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 cả chơi chuyển cả chơi cái sao vậy nước hả bây giờ trên kia mấy thầy sẽ mở 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 nhạc bắt đầu nhá rồi bây giờ mỗi người có hai trái bóng phải nấu lại cho đường cho người ta đập ở qua cái chân thì đây đó đỡ qua một chân mà qua được hai chân cũng được sau một thời gian bây giờ mình sẽ đi kiếm cái ông thầy là mình đập đập đó nếu đập bóng chân thì đừng có đập chân đi cái con năm sao rồi con đừng cho người ta đập vào chân được chưa 2, 4, 6, 7 vào đi ở đó phải ăn đập phải ai là người giữ được bóng cuối cùng là người đó thắng 3, 2, 1 bắt đầu nhấc tay lên đấu chân 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 lên Đập nhẹ thôi nhá. Ta thua. Đây.
nãy giờ em thôi. Để cho thằng Tây theo hấp dẫn, chúng ta quy định là chúng ta đạp nhau không được quá 3 lần liên tiếp, chứ không thôi thầy hoàng lắm chặt mấy bạn văng hết ra ngoài. Thầy hoàng chỉ đạp được 3 lần thôi, không được đạp lần thứ tư không thầy lắm chặt mấy đứa nó khỏi chạy ra ngoài hết. Đạp 3 lần thôi, không được đạp quá 3 lần liên tiếp, chúng ta phải nghỉ ngơi thì chúng ta sẽ đạp hết rồi. Thầy Hoàng chỉ được đạp 3 lần thôi. Và các bạn cũng vậy. Cố lên. Thả kẹp kìa. Đạp đi. 1 lần. Chưa được. Chạy rồi. Lát nữa mình dịch chuyển những bạn nào còn tuổi nhau rồi, thấp giống nhau rồi. Thầy Hoàng về mặt là sức khỏe hơn mặt kia cho nên nó hơi khó. Mệt rồi. Bây giờ chuyển nó mới đi. Đạp đi. Đấy. Sau một hồi nhường nhịn thì thầy Hoàng đã bị thua. Nhưng mà bạn nhỏ cũng rất là đáng khen. Bạn không bỏ cuộc. 4, 5, còn 6 đứa này. Hãy tặng bạn nhỏ một món quà đặc biệt. Đó chính là một cái bánh kẹo. Mấy lớn thì nó cho nhau rồi. Nó mới cân sức rồi. Giao bóng bà bốn bốn bà hai hai cái. Các bạn nhớ nha, không được ra khỏi nhà, chỉ ở trong ngôi nhà thôi. Ai còn một trái được quyền thi đấu, không cần mất tên. Các bạn vô nhà. Ai mà có cái trái nào đi ra ngoài, hết quyền thi đấu. Vô nhà, không các bạn chạy ra khỏi nhà. Ai có cái trái nào hết quyền thi đấu. Rồi, nhà chỉ còn mấy người thôi. Đúng rồi. Một, hai, ba, gấp. Đạp đi thầy ơi. Rồi, một thầy đã bởi bóng, thầy Tâm Duyệt. Rồi em thấy là một thầy đã bởi hai.
Bây giờ mình phải tấn công thầy hoàn tiếp đi thầy ơi. Còn ai chết? Một thầy đã bể hết thầy chắc ai không? Thầy sao chỉ còn ba thầy? Giờ thầy Hoàng đang 2-1. Thầy còn tới 2 trái bóng. Rồi rồi. Thầy Tâm Duyên đã bị loại. Lên lên. Wow, người chiến thắng là thầy Tâm Hoài. Còn nguyên vẹn 2 bóng. Người ta nói sát còn kết chỉ là sức mạnh. Khi đối thủ chúng ta quá mạnh thì chúng ta phải đoàn kết, đúng không? Chúng ta hãy xem thầy Tâm Hoàng là một cái ngọn núi cao mà chúng ta buộc phải vượt qua. Còn bây giờ 600 anh em hãy cổ vũ cho các bạn còn lại nào. Kiểu này chắc như vô thấy là giặt bãi hết rồi. Kiểu nổi rồi. Đây gọi là liên minh huyền thoại đấu với một cái võ sĩ đạp bóng bóng là rất giỏi là thầy Tâm Hoàng. Thầy Tâm Hoàng sẽ đấu với liên minh huyền thoại. Yeah. Vâng, vẫn còn một nhân vật tiếp theo trong liên minh đó chính là bạn Tinh. Bạn có cùng tên với ca sĩ Lê Bảo Bình. Nhưng mà không biết có hát hay như ca sĩ Lê Bảo Bình không thì chúng ta chờ xem. Đại diện ban tổ chức xin chúc cho hai đội đều có một cái cuộc chơi thật là vui vẻ và ai cũng sẽ là người chiến thắng dù người đó có thua đi nữa. 1, 2, 3 trận đấu bắt đầu. Người ta nói người ta nói đoàn kết với sức mạnh và các bạn đang thể hiện rất rõ tinh thần đoàn kết. Rồi bây giờ các bạn sẽ tìm người chiến thắng trong các bạn. Rồi các bạn chơi với nhau đi. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ thôi.
sao không? Không được sao? Chỉ còn 6 người. Đâu còn một người hai trái kìa. Bạn kia bạn ấy rất khôn. Bạn ấy cứ lỡ một mình một góc. Anh Công. Hai trái một cái thứ này. Anh Công. Anh Công đúng rồi đẹp bạn nhau. Đó.